Xin chào nhà. Đồng hồ thông minh S90 đã về nè cả nhà. Con này là siêu mỏng ha. Con này là mỏng chỉ có 7.8 S90 mát ha. Đó, em vẫn để giá cũ cho cả nhà là 850 bao ship kèm theo dây da. Sạc là sạc 500 ha. Đây mình để sạc 500 đó. Sạc nha. Rồi. Thì con này nó có chức năng gì? Thì con này nó size của nó chỉ có 44 mà. Nên tay nào vô cũng được cả nhà, 40 móc 4 à. Đó. Form mỏng, cực kỳ mỏng luôn. Full thép nha cả nhà nhìn nè. Đó, nó thép hết luôn. Mình không thích dây thép mình xài da mà thép rất là đẹp nha. Rồi, thì nó sẽ có một nút bấm nha cả nhà. Nè, mình xoay nè. Màn hình là AMOLED. Pin con này là 5 ngày nha. 5 ngày. Con này mình đi mưa rửa tay nhẹ thế là ok. Đó, rất là đẹp ha, và nó có mấy trăm mặt để mình thay đổi, mấy trăm mặt ha. Đây cái app nè, kết nối cực kỳ dễ luôn, chưa tới 30 giây là cả nhà vô được kết nối luôn, có NFC rồi nè. Rồi nó có chức năng gì, nó có chức năng gì, vẫn là nghe gọi. Đây vô chức năng ha, đó màn hình nè, màn hình AMOLED nè, cực kỳ mượt nha. Mẫu này mới nhất luôn, em phải đợi nè, em về nè. Đó, em phải đợi hả? 20 ngày mới có cả nhà. Tại tình hình bão lũ á. Đó, xoay nè. Rồi. Nghe gọi, luyện tập thể thao, tin nhắn, đếm bước chân, nhịp tim, huyết áp, oxy và đặc biệt có đường huyết luôn nha. Theo dõi giấc ngủ, hít thở, sức khỏe phụ nữ nè, âm nhạc, trợ lý giọng nói giống như OK Google chẳng hạn, thời tiết, đồng hồ, báo thức, máy tính, rồi cái này bản đồ gì đó, rồi lịch, tìm điện thoại, theo dõi nhiệt độ cơ thể, và nó có la bàn luôn. Thì cái này nó kêu mình vẽ hình số 8 nha, vẽ hình số 8 để nó lấy lại cái từ trường cả nhà. Vui lòng hiệu chỉnh đó, mình vẽ hình số 8 thôi. Nè, đó mình hiệu chỉnh thì nó sẽ được dày ha, phương hướng. Đó, mình chỉ hướng nào ra hướng đó nha cả nhà. À, hướng đông nam. Đó, mình chỉ hướng nào ra hướng đó ha. Rồi, nó có hiển thị 24 luôn. 24 rất là đẹp nha. Đâu mình để em thử nghe gọi. Rồi, có báo tin nhắn Zalo nè, bạn có một tin nhắn nè. Đó. Rồi điện thoại quay số cứ gọi 900. Ừ, gọi nè. Tắt đó. Nghe gọi, nghe nhạc, sức khỏe. Hoạt động, nhịp tim, giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể đó, mình thêm cái gì mình thêm ha. Oxy máu rồi nè. Thời tiết. Rồi. Thời tiết là 29 độ nè, đó. Dữ liệu hôm nay. Cái này là nút xoay luôn nè, đó. Ấn nhanh hai cái để đổi giao diện ha. Mình đó. Đó, rất là hay. 850 là bao ship nhỏ nha. Đó. Rồi cái app của nó là HD Fit Pro ha. Thì trong cái app này nó sẽ đầy đủ thông tin luôn, huyết áp, nhịp tim, oxy máu nè, thân nhiệt, đường huyết nè, đó. Còn các môn thể thao có bản đồ gì nè. Rồi trang thiết bị ha. Thì nó sẽ coi bao nhiêu còn lại, bao nhiêu phần trăm pin, calo đi bao nhiêu rồi. Nói chung là cả nhà cứ yên tâm, iPhone còn cài được mà. Đó thì mình vô đây mình thích cài mặt hình nền bằng chữ bằng số hoặc là còn kim đó, rất là nhiều nha, hoặc mình tùy chỉnh. Mình có ai gọi em nè, mình có ai đang gọi nè. Đó nói chung là ok hả nha. Rất đẹp luôn, màn hình
AMOLED ha, rồi full thép, sợi dây nè quá đẹp luôn, mình đeo dây nè, mình cứ xỏ dây vô, xỏ vô mình gạt vô ha, đó là xong. Hàng new, đó, hàng thật việc thật đây, 40 con, một chồng 5 con, 1, 2, 3, 4, 5, đây, 40 con, 1, 2, 3, 4, đó, 1, 2, 3, 4, 5, đó, 5 với 4 là 20, chồng này 20, chồng này 20 nè, nè cái hộp nè, đó, 40 con. Cả nhà rồi em xin hết ha.